Trong video này, kênh kho tư liệu xây dựng xin kính giới thiệu quý vị một cái quá trình, toàn bộ quá trình thi công một cái móng ban hai nhịp. Thì sau khi chúng ta nhận được mặt bằng thì chúng ta sẽ tiến hành các công tác định vị cái hệ thống tiêm trục tại công trình. Đây là các gabarit để chúng ta tiến hành kéo những sợi dây dọc và ngang công trình. Chúng ta sẽ kéo dùng dây nhựa, chúng ta sẽ tiến hành kéo những sợi dây trục của công trình. Sau khi định vị xong, chúng ta sẽ dùng một máy cuốc, máy gầu ngược để chúng ta tiến hành đào cái lớp đất ở đáy móng. Quá trình đào lớp đất đáy móng thì những cái gầu của xe cuốc nó sẽ có những cái mũi ở đầu những cái gầu thì sẽ làm bị tơi xốp cái lớp đất ở dưới đáy móng. Vì thế chúng ta phải dùng những cái máy đầm cắt, máy đầm bàn như thế này để chúng ta đầm chặt cái lớp đất còn sót lại phía dưới đáy. Sau khi hoàn thành quá trình đầm những cái lớp đất dưới mặt này thì chúng ta sẽ tiến hành rải một lớp đá 46 lên trên và tiến hành trộn một lớp hồ ướt để chúng ta đầm mặt phẳng trên làm một cái hệ thống của cái bê tông lót đáy móng. Đây là công nhân đang tiến hành rải những cái lớp đá 46 lên cái mặt đáy móng đã tiến hành đầm chặt. Thì cái lớp đất này mình lưu ý mà nếu chúng ta không đầm chặt những lớp đất này thì sau này quá trình lún của công trình nó thường bị lún những cái lớp đất mà chúng ta không đầm chặt như thế này. Chúng ta sẽ nói sơ qua về cái phương án móng băng ở công trình. Thì ban đầu thì tại công trình chúng tôi sẽ dự kiến là thi công các phương án móng không phải móng ban mà dùng móng cọc. Nhưng mà sau khi chúng ta khảo sát lớp đất này thì chúng ta đào sâu xuống 1,4 m thì chúng ta sẽ đụng một cái lớp đá ong và đất này rất cứng nên chúng ta sẽ đổi thành phương án móng ban. Thường nhà phố thì chúng ta thường có sử dụng phương án móng ban rất là nhiều, nhưng mà để quan sát một cái loại móng ban hai nhịp như công trình bên này thì cũng rất là khó và cũng ít có gặp, nên là tí nữa chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem chi tiết về cái cấu tạo cốt thép của cái đặc kiềng hai nhịp của một cái móng băng. Sau khi rải xong lớp đá 46 lên trên thì chúng ta tiến hành đầm một lần nữa để làm cho nó chặt lớp đất, để nó chặt cái lớp bê tông đáy móng. Đây là một công trình cái biệt thự vườn ở Trảng Bom, Đồng Nai. Đây là vị trí của các hai cái móng băng nằm kề nhau nên chúng tôi sẽ đào luôn một lượt và thi công luôn cái hệ thống bê tông lót của hai cái này. Đây là cốt thép của một cái móng để chúng ta đã hoàn thành xong. Công trình này thì còn có 6 trục ngang nên chúng tôi sẽ chia lập hai lần để đổ bê tông. Vì quá trình đào móng băng này thì lượng đất nó chất lên rất là nhiều. Xa xa các bạn có thấy chúng tôi đã hoàn thành xong cái phần cốt thép móng, thì chúng tôi có kê những cái viên đá ở bên dưới để chúng ta đảm bảo cái lớp bê tông bảo vệ của đáy móng băng, bảo vệ cốt thép của đài móng. Đây là một vị trí móng băng phía bên trong công trình. Cốt thép được hoàn thành xong. Hệ thống cốt thép đã được lắp đặt thì chúng ta sẽ tiến hành xuống bên dưới để chúng ta sẽ quan sát được cái chi tiết về thép móng băng như sau. Đặc kiềng này là đặc kiềng 300 x 600 thì chúng tôi sẽ dùng gốc đai 50 để tiến hành gốc đai là kích thước là 25 x 50 để tiến hành bô những đặc kiềng như thế này. Thì kích thước như thế này thì cũng vừa đủ để đảm bảo cái lớp bê tông bảo vệ của cái đà kiềng.
Công trình này thì gồm có ba trục, ba hàng cột, hai hàng cột hai bên và có một hàng cột ở giữa, nên là đây là cái hệ thống móng băng hai nhịp mà tôi chuẩn bị giới thiệu quý vị. Thì cái này thì cũng hơi là hiếm. Cái hệ thống mô men của cái móng băng này thì nó lại ngược với cái hệ thống mô men của một cái dầm bình thường, là cái mô men dương thì nó đặt tại gối, nghĩa là gối tại là trong công trình này thì có ba hàng cột nên sẽ gồm ba lực tập trung tại ba vị trí cột, thì cái mô men dương sẽ tập trung tại gối và mô men âm tập trung ở nhịp. Thì chúng ta sẽ bố trí cái mô men dương tại gối đó, thì chúng sắt tăng cường chúng ta sẽ bố trí ở lớp dưới là mô men dương, là ở ngay chữ vị trí gối. Còn chúng ta sẽ bố trí cái sắt tăng cường á, ở lớp sắt lớp trên là mô men âm, là ở vị trí những cái bụng. Đây chúng ta sẽ quan sát một cách kỹ. Đây là trước tiên là chúng ta sẽ quan sát cái cốt thép của đài móng. Thì đài móng băng chúng ta sẽ dùng cốt thép là phi 12, dùng một lớp sắt gân, sắt Việt Nhật. Thì bố trí theo phương ngắn, sắt phương ngắn nằm dưới, phương dài nằm trên như bình thường thôi. Rồi, chúng ta sẽ cầm cầm cốt pha lại. Đây là cốt thép ở vị trí gối, chúng ta bố trí sắt tăng cường nằm ở cốt thép bên dưới, lớp sắt bên dưới. Thì ngay gối thì sẽ là mô men dương, bố trí bên dưới nó ngược lại với một cái dầm bình thường. Đây là toàn bộ bản sắt phi 16, CB3 phi 16 của Việt Nhật. Cốt đai thì chúng tôi làm bằng cốt đai phi 8, rất là đều và thẳng. Đây là cái vị trí ở giữa nhịp, thì đây là cái moment âm ở giữa nhịp. Thì ở đây là giữa bụng của cái đà kiềng này, thì chúng tôi sẽ bố trí cái lớp cốt thép tăng cường là nằm bên trên. Đó. Cứ ngay chỗ vị trí gối, ngay chỗ mấy cái cột đó, thì chúng tôi sẽ bố trí lớp thép tăng cường nằm bên dưới. Còn ở vị trí giữa bụng thì chúng tôi sẽ bố trí cốt thép tăng cường nằm bên trên. Cốt thép tăng cường bên trên. Đây là vị trí sắt của cột, chúng tôi dùng 6 cây sắt phi 16 để bố trí cái sắt sắt của cột như thế này. Đoạn neo của sắt của cột này là chúng tôi bẻ 300 30 cm, nằm đè lên trên lọt lòng ở trong cái đà kiềng. Cốt pha thì được dằng chặt hai bên bằng kẽm và bẻ một cái cụm chữ U như bằng sắt 8 như thế này để cho tránh bị phình trong quá trình đổ bê tông. Cốt pha này thì các bạn có thể dùng hai cách. Một là chúng ta có thể xay bằng gạch, xay thẳng bằng gạch lên, rồi sau này chúng ta sẽ bỏ luôn lớp gạch. Hoặc chúng ta muốn cho cốt kết thúc thi công nó được nhanh chóng và nó tận dụng hơn thì chúng ta sẽ dùng cốt pha như thế này, thì cái thời gian thi công nó sẽ nhanh hơn. Và sau khi thi công xong á, thì chúng ta có thể lấy những cái cốt pha này để lên trên tận dụng lại, nó sẽ tiết kiệm về mặt kinh tế. Đây là quá trình thi công đổ bê tông của một cái móng băng. Thì chúng tôi sẽ dùng bê tông tươi, là bê tông thương phẩm trộn sẵn tại nhà máy, và làm thêm một cái máng xối như thế này, máng xối bằng tôn đơn giản thôi. Chúng tôi sẽ vận chuyển cái bê tông từ xe và tới vị trí móng, sau đó sẽ dùng sẽ công nhân sẽ tiến hành cào những cái bê tông như thế này vào trong những cái đáy móng của chúng ta. Chúng ta nên đặt bê tông hơi có độ sụt hơi lớn một tí để chúng ta có thể dễ dàng trong quá trình thi công, và nó cũng tránh bị rổ nữa. Nhưng mà trong quá trình này thì chúng ta phải chờ cho bê tông nó ráo mặt thì chúng ta mới tiến hành quá trình vuốt mặt gia công bên trên. Dùng những cái máng xối như thế này, cái máng bằng tôn như thế này, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái phần chi phí mà chúng ta bơm cần.
bơm cần thì chúng ta vừa tốn tiền mà vừa có thời gian bơm nó cũng sẽ rất là nhanh, nên là bê tông nó không đủ khô để chúng ta có thể làm mặt. Nên chúng ta làm bằng thủ công như thế này thì chúng ta có đủ thời gian để bê tông nó nên kết, để chúng ta làm mặt ở trên nó dễ dàng, chạy rất là đều. Đây là vị trí tại cái móng băng đôi. Đây, chúng ta tiến hành đổ bê tông cái đơn giản như thế này thôi. Hai hàng công nhân đứng hai bên, chúng ta tiến hành cạo vào bên trong để chúng ta làm mặt, cũng rất là nhanh và đơn giản. Bê tông thì nó cũng rất là đẹp, rồi sụt rất tốt. Có pha làm xong thì chúng ta chỉ tiến hành tháo có pha thành ra để tận dụng bên trên, rất là tiết kiệm. Khi làm xong quá trình này thì chúng ta